Để mà nói là con yêu mẹ thì chắc là anh không làm được. Tất nhiên là không, vì mình không phải là người dễ dàng nói ra câu đó. Mình thực sự không yêu mẹ. Hello mọi người, mình là Hoàng. Mình là Linh. Mình tên là Thảo. Chắc chắn rồi, có chứ. Như kiểu vợ anh chẳng hạn. Chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với ai bao giờ. Tất nhiên là có bạn bè, người yêu. Nói chuyện với mẹ nó đã khó rồi, bày tỏ tình cảm thì nó lại tất nhiên là không. Em chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với mẹ cả. Chưa thôi. Vì mình không phải là người dễ dàng nói ra câu đó. Anh đấy, có rất nhiều tình cảm với mẹ. Mà nói là con yêu mẹ trực tiếp với mẹ anh thì chắc là anh không làm được. Hai mẹ con sẽ bị ngượng. Em cũng rất là ít khi nói chuyện với mẹ. Gần đây nhất nói chuyện với mẹ chắc cũng cuối tuần trước. Lần gần đây nhất mà anh nói chuyện với mẹ anh thì chắc là cưới anh cách đấy 3 năm trước. Câu chuyện thì sẽ quay quanh vấn đề như kiểu là ăn cơm trưa, dạo này công việc như thế nào, chứ cũng không chia sẻ cảm xúc như kiểu là con nhớ mẹ lắm. Em ít khi về quê lắm, chắc phải 3-4 tháng em mới về một lần và không dành thời gian nhiều cho mẹ nữa. Khi mà khó khăn quá thì em mới liên lạc với trò chuyện với mẹ, chứ mà bình thường nói những lời yêu thương với mẹ thì không. Mẹ anh là người rất là khó tính, cực kỳ khó tính. Có thể là đấy là vỏ bọc của mẹ thôi. Mẹ mình là giáo viên, mẹ mình cũng khá lớn tuổi rồi, rất là nghiêm khắc. Từ khi em học cấp 2 thì bố mẹ em không ở với nhau nữa. Em thấy là mẹ em là một người rất là bản lĩnh, trèo lái cả một gia đình. Em luôn tự hào về điều đấy. Nói miêu tả mẹ anh thì hơi khó. Mặt mẹ mình thì sẽ hơi tròn. Hình ảnh của mẹ em trong mắt em nó chỉ dừng lại ở khi mẹ em còn tầm 30-35 tuổi thôi. Còn bây giờ mẹ em 45 rồi. Từ khi em lớn lên em cũng ít khi quan sát mẹ nhiều hơn. Nhận thấy cái sự thay đổi, cái sự già đi của mẹ. Nhưng mà nhiều khi trong một khoảnh khắc nào đấy thì nhận ra được là à, mẹ mình đã thay đổi rồi. Nhưng mà em nghĩ là em cũng vô tâm nữa. Em chỉ ở trong một khoảnh khắc đấy em nhận ra thôi và em sẽ bỏ nó đi, em không quan tâm nữa. Một năm mẹ anh chỉ có họp lớp một lần thôi, và cái việc mà để mẹ trưng diện hay là để làm đẹp cho bản thân nó rất là ít. Cái cơ hội nó gần như là không có. Hầu như là mẹ em sẽ không trang điểm, mẹ em chỉ tô một chút son thôi. Mẹ em lại không có quá nhiều thời gian dành cho việc làm đẹp. Rất là ít khi trang điểm á. Có thể là tô ít son hoặc là kẻ ít mày thôi. Anh muốn đưa mẹ đi du lịch rất là nhiều. Nhưng mà mẹ anh thì lại bị tiền đình. Mua cho mẹ món đồ này, món đồ kia. Nhưng mà khi mà mua về thì mẹ luôn bảo là mua làm gì cho tốn tiền. Có thể là gọi điện về nhà nhiều hơn và cũng bày tỏ những cái câu yêu thương nhiều hơn. Em cũng rất là muốn kiếm tiền để sau này cho mẹ dưỡng già, cho mẹ đi làm đẹp. Mình có thể dẫn mẹ đi làm đẹp này, đi du lịch này, đi chơi này, thoải mái hơn, được thư giãn, được nghỉ ngơi. Anh có thể lừa mẹ anh được. Thì anh nghĩ là anh vẫn muốn cho mẹ đi làm đẹp. Thì anh vẫn muốn là mẹ không bao giờ phải buồn. Tức là lúc nào mặt mẹ rạng rỡ rồi là có thể cười suốt ngày được. Mình nghĩ là bất kể người mẹ nào cũng mong muốn là mình có thể đẹp lên. Và em cũng mong muốn là mình có nhiều cơ hội đi làm đẹp cùng với mẹ thường xuyên hơn nữa. Và những cái lần sau thì em muốn em là người chủ động dắt mẹ đi làm đẹp, chứ không phải là mẹ đưa mình đi làm đẹp nữa. Để mà nghĩ thì lúc nào anh cũng muốn nghĩ là sẽ gửi lời yêu thương đến mẹ. Có thể sẽ tiếc nuối nếu như mà có một cái biến cố gì xảy ra chẳng hạn mà mình chưa kịp nói câu đó. Bình thường mình nghĩ là nó sẽ rất là xuyến xúa và mình sẽ cảm giác là mình yêu thương thì mình thể hiện qua hành động thôi cũng được. Nhưng mà càng lớn thì mình càng cảm nhận là nếu mà mình nói ra những điều đấy thì mẹ cũng vẫn rất là vui. Con cũng yêu mẹ và quan tâm mẹ rất là nhiều. Con yêu mẹ. Mẹ, con yêu mẹ.